Trong xã hội ngày nay, làm đẹp luôn là một nhu cầu cấp thiết đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, vấn đề làm đẹp phải luôn đi kèm với sức khỏe, sự an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một trong năm thương hiệu thẩm mỹ hàng đầu xứ Kim Chi, đã có mặt tại Việt Nam và được nhiều khách hàng biết đến là nơi tạo ra vẻ đẹp tự nhiên, an toàn. Khi đến làm đẹp tại JW, khách hàng phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, bao gồm xét nghiệm máu, đo điện tim, chụp X-quang 3D. Trong khu xét nghiệm, khách hàng sẽ được phân tích máu và đo điện tim. Tại đây, các chuyên viên y tế của JW sẽ xác nhận tình trạng dị ứng hay bệnh án của khách, từ đó linh động cho việc lựa chọn phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp. Tùy vào từng trường hợp mà khách hàng sẽ được tiến hành công đoạn tiếp theo là chụp X-quang 3D. Tại đây, quý khách sẽ được kiểm tra sức khỏe bằng các máy móc hiện đại như máy X-quang CT 3D, máy mô phỏng hình ảnh trước, sau phẫu thuật. Khách hàng sau khi kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu mới được tiến hành phẫu thuật. Khu phẫu thuật an toàn với hệ thống lọc không khí oxy cao áp hiện đại, vô trùng khép kín, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Trong quá trình phẫu thuật, luôn có ít nhất 2 bác sĩ gây mê túc trực xuyên suốt cả mổ để đảm bảo sức khỏe bệnh nhân và sự an tâm cho bác sĩ phẫu thuật. Khách hàng sau khi phẫu thuật sẽ được nghỉ ngơi tại khu hồi sức. Trong không gian yên tĩnh và thoáng đãng, khách sẽ được đội ngũ nhân viên y tế của JW chăm sóc tận tình và chu đáo nhất. Đối với khách hàng ở xa, hoàn toàn có thể ở lại bệnh viện trong suốt quá trình điều trị để được theo dõi và hỗ trợ tốt nhất. Tùy vào tình trạng sức khỏe mà khách hàng sẽ được lưu trú lại bệnh viện từ 2 đến 7 ngày. Đặc biệt, hệ thống Call Center giúp khách lưu trú có thể giữ liên lạc với đội ngũ y bác sĩ đang túc trực 24/24. Chỉ cần một phím bấm, hệ thống Call Center kích hoạt và nhu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng mọi lúc, mọi nơi. Với tiêu chí đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu, nên trong quá trình lưu trú tại JW, các bác sĩ sẽ trực tiếp thăm khám thường xuyên ít nhất 1 đến 3 lần trong ngày. Ngay cả khi xuất viện, mọi thông tin hướng dẫn về chế độ ăn uống, chăm sóc, nghỉ ngơi hợp lý cũng được các điều dưỡng viên của JW chia sẻ tận tình cho khách. Trải qua chặng đường mấy năm phát triển và cống hiến, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã tạo dựng được danh tiếng và uy tín trong lòng khách hàng qua phong cách chuyên nghiệp, công nghệ, kỹ thuật hiện đại, đem lại sự an toàn và chất lượng cao trong từng dịch vụ thẩm mỹ.